Đây các bạn ơi, sau khi mà tôm chiên xong thì nhìn rất là ngon như thế này và rang như thế này thì các bạn sẽ thấy là tôm rất là thơm và không hề có một chút nào mùi hôi, mùi tanh cả các bạn nhé. Và mình xin kết thúc video ở đây. Chúc các bạn sẽ có những cái món ăn thật là ngon các bạn nha. Và nếu các bạn thích thì các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ làm cái món tôm rang với cả sả. Đây là một cái món rất là ngon và thơm. Cái món này khi mà các bạn rang xong thì tôm sẽ rất là ngọt và thơm các bạn nhé. Để làm được cái món này thì trước hết các bạn sẽ làm sạch tôm cho mình đã. Ở đây thì mình đã rửa rất là sạch với cả muối rồi. Và các bạn biết không, cái phần đầu tôm như thế này thì các bạn có thể sơ chế đó là dùng... Mình đã đi làm trước mất rồi. Các bạn ơi, ở cái phần đầu tôm như thế này nhá, khi mà các bạn mua những con tôm nó lớn như thế này thì các bạn dùng cái thìa và các bạn luồn qua như thế này, các bạn hất nó lên thì các bạn sẽ lấy được cái phần phân ở phía đầu của con tôm như thế này nhá. Và các bạn rút cái sợi chỉ ở phía lưng của con tôm như thế này thì nó sẽ rất là sạch. Nó không rút được hoàn toàn nhưng nó cũng rút được một cái phần nào đấy. Đấy, thì khi mà các bạn ăn thì nó sẽ ngon hơn. Và ở đây thì mình mua tôm to, còn nếu như các bạn mua tôm nhỏ thì mình không làm được cái cách đó các bạn nhé, tại vì sẽ mất rất là nhiều thời gian. Còn ở đây thì mình chuẩn bị cái tôm to. Chỗ này của mình là 200g tôm các bạn nhé. Thì các bạn sẽ để cho tôm lên màu đẹp hơn thì mình sẽ dùng một thìa ăn phở đường. Và để rang tôm không bị tanh thì mình sẽ dùng sả và hành các bạn nhé. Bây giờ thì mình cùng sơ chế những cái nguyên liệu này trước. Trước hết là sả với hành thì hành thì các bạn sẽ thái ra cho mình nhé. Cái phần cuống này thì các bạn để dài cho mình một chút. Còn cái phần thân này thì các bạn sẽ cắt cho mình thành những cái đoạn nó từ 4 đến 5cm như thế này. Lát nữa mình sẽ cho vào để trang trí cho cái món ăn này nó thêm đẹp mắt hơn. Và cái phần cuống này thì các bạn sẽ thái nhỏ ra cho mình nhé. Mình sẽ phi thơm cái phần đầu hành này trước, trước khi mà mình bắt đầu cho tôm vào thì mình sẽ phi thơm cái phần đầu hành trước các bạn ạ. Cái phần đầu hành này nó như là cái tiểu hành khô của các bạn ấy. Đó, các bạn phi thơm lên thì nó sẽ rất là thơm luôn. Và cái phần thân như này thì các bạn chẻ đôi ra cho mình nhé. Các bạn chẻ đôi ra. Đó, các bạn chẻ đôi ra giúp mình. Cái nào mà to quá thì các bạn chẻ 4. Đó. Còn cái phần sả này các bạn ơi, phần sả thì các bạn sẽ làm sao, các bạn tước sợi ra cho mình nhá. Các bạn tước sợi để mình đảo với tôm trước. Các bạn sẽ cho sả này với tôm trước để nó khử đi cái mùi tanh của tôm ấy. Chẻ cái sả ra cho mình như thế này để mình đảo trộn với cái phần tôm. Cái món này làm xong thì ăn rất là thơm và ngon luôn. Nhà mình thì cứ một tháng đi ăn khoảng 1-2 bữa tôm, bởi vì là có các bạn nhỏ ấy các bạn, mà nếu như mà mình sơ chế mà hơi tanh một chút thôi là các bạn ấy đã không muốn ăn rồi ấy. Đấy, cho nên là khi mà mình sơ chế tôm hay là cá thì các bạn lưu ý một chút nhá. Đấy, còn cái phần này thì các bạn sẽ thái cho mình cái phần củ dưới. Cái phần củ dưới nó ngon thì các bạn sẽ thái lát cho mình, lát càng dài càng tốt nhé. Đó, các bạn thái lát cho mình như vậy. Bây giờ thì trước hết mình sẽ đi rang cái phần tôm đã các bạn nha. Các bạn sẽ cho dầu ăn vào. Các bạn cho nhiều một chút nhá, lát nữa chúng ta sẽ đổ bớt ra. Nhưng mà để mình làm cho cái phần tôm nó chắc thì các bạn sẽ cho nhiều dầu một chút cho mình.
Bây giờ thì các bạn sẽ cho cái phần tôm này vào. Đó. Các bạn làm cho cái phần tôm này nó chắc bớt đã. Và để cho cái lúc mà các bạn nấu tôm nó không bị tanh thì các bạn sẽ cho cái phần đuôi sả mà mình vừa mới làm xong ấy các bạn. Đó, các bạn cho vào như thế này để cho nó khử bớt cái mùi tanh của tôm đã. Đó, các bạn ơi, khi mà các bạn bắt đầu cái tôm như thế này, các bạn đảo để con tôm của chúng ta nó chín đều chắc nhá. Trước hết là mình sẽ đảo cái phần tôm này trước để cho tôm nó thơm, thật là thơm. Đó, nó không bị hôi ấy, không bị tanh. Các bạn đảo qua với cả cái phần sả như thế này thì tôm sẽ rất là thơm. Các bạn nhìn thấy tôm ngon không ạ? Hôm nay mình mua được cái loại tôm này rất là tươi. Mua về cái là mình làm luôn đây các bạn. Tôm nhá, đặc biệt đó là tôm cua, khi mà các bạn mua về, các bạn mua tôm tươi về các bạn làm luôn cho mình. Các bạn đừng để cái tôm nó bị ươn nhá. Tôm bị ươn mà ăn không ngon, vừa không ngon mà nó lại còn tạo ra một cái chất nó không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đó. Các bạn thấy không, mà tôm tươi rất là ngon luôn này. Tôm cực kỳ ngon. Nay mình mua được loại này rất là ngon luôn. Khi mà các bạn cho cái phần chả nó vào rồi thì các bạn cho tiếp cái phần chả cùi vào, thơm cực kỳ luôn các bạn. Và các bạn đảo cho mình khoảng 5 phút nhé, 5 phút với chả, sau đó thì các bạn sẽ bỏ bớt cái phần chả ra để chúng ta nêm nếm gia vị nha. Khi mà các bạn thấy cái phần chả nó bắt đầu khô như thế này rồi, đây ạ, nó khô lại thì các bạn đừng có bỏ đi nhé, các bạn cho gấp ra đĩa cho mình. Các bạn lót ở phía dưới của cái đĩa để khi mà các bạn nấu xong rồi thì các bạn có cái để các bạn trình bày vào. Đó, cái phần chả thơm và nó khô như thế này rồi, các bạn xếp lên đây cho mình. Các bạn để lại chút xíu để chúng ta đảo cùng thôi. Các bạn sẽ bỏ bớt mỡ ra cho mình nhé. Sau khi mà các bạn rang được 5 phút con tôm đã rất là cứng rồi thì các bạn bỏ bớt mỡ ra cho mình. Đừng có chiên nhiều dầu quá, không là sẽ đến lúc mình nấu xong nó sẽ rất là ngấy. Bây giờ thì các bạn sẽ cho cái phần đường vào. Cái phần đường này nó sẽ làm cho cái màu tôm được đẹp hơn. Và nó làm cái con tôm khi mà các bạn rang xong nó rất là cứng. Đấy, các bạn cho mình những thanh đường như vậy nhé. Các bạn cho cái phần đường này trước. Khi mà các bạn cho đường vào thì các bạn đảo cho mình 2 phút để cho đường tan. Sau đó chúng ta sẽ nêm nếm gia vị và kết thúc được cái món này. Đường nó sẽ bám vào cái phần vỏ. Khi mà các bạn cho đường vào như vậy thì cái tôm sẽ rất là đỏ và cứng hơn không. Rồi bây giờ thì các bạn cho thêm cho mình chút xíu muối nhé. Đối với tôm rang ấy thì các bạn chỉ cần cho mình thêm một chút xíu muối thôi, các bạn không dùng mắm nhé, mình dùng muối để tôm nó vừa vặn. Bây giờ thì các bạn sẽ cho cái phần hành và các bạn phi thơm lên cho mình nhé. Các bạn để tôm ra một góc bởi vì tôm lúc này đã rất là cứng rồi. Các bạn phi cho mình cái hành này lên để cho nó quện vào cái tôm được thơm hơn. Các bạn có thể phi bỏ tôm ra để phi hành riêng cũng được. Nhà mình thì mình hay nấu kết hợp như thế này luôn, nó rất là tiện. Khi nào mà các bạn thấy mùi hành nó thơm, thật là thơm rồi thì các bạn cho tôm là các bạn đảo cùng. Tôm rất là thơm và con tôm thì cứng, màu rất là đẹp. Đó. Và các bạn cho cái phần này lá của chúng ta.
rất là ngon và thơm. Đó, sau đó thì các bạn sẽ tắt bếp nha. Đó, các bạn tắt bếp thì các bạn cho cái phần tôm này ra. Nhìn ngon không các bạn? Rất là ngon đúng không ạ? Con tôm thì quện lại rất là đẹp. Tôm khi mà tôm các bạn mua về nó tươi ấy, thì khi mà các bạn chiên hay là các bạn nấu thì nó sẽ cong lại như thế này này. Đó, nó sẽ rất là cong như vậy. À, các bạn ơi, đây là cái thành phẩm của món tôm rang làm sao để không bị tanh và ăn rất là ngon. Thì mình mời các bạn hôm nay sẽ vào bếp với mình để làm cái món này các bạn nhé.